Hồng Loan đã phản tố thành công 5 trên 6 lá đơn kiện của lũ cần cần và gửi lời khiêu chiến đanh thép đến mẹ con Phượng Rùi. Mới đây, Hồng Loan đã công bố trên trang cá nhân của mình bức thư ủy quyền tuyên bố chắc nịch cho lũ cần cần biết rằng chị Ni đã chính thức đường đường chính chính trở thành người đại diện cho Hồng Loan, cho chị Ni hỗ trợ giải quyết toàn bộ các vấn đề của Hồng Loan liên quan đến vụ tranh chấp thừa kế lãng nhách của bà Sáu Bào Tào Lao. Bên cạnh thư ủy quyền vừa rồi thì hôm nay chính thức 5 trên 6 lá đơn của phía cần cần đã bị phía công an vô hiệu hóa. Toàn là những cái vụ tào lao cốc ổi mía ghim tạp nham sàm xí đú. Mấy cái người mà dám vác cái mặt đi kiện hồng loan về những điều đó thì rất xứng đáng bị chửi sắp mặt, xứng đáng nhận hàng tá lời chế nhiễu và hoàn toàn hợp lý khi bị cộng đồng mạng miệt thị tận cùng về phạm trù đạo đức của con người. Cụ thể thì sáng nay, Hồng Loan và chị Ni đã lên công an để làm những thủ tục còn lại giúp công an khép lại hồ sơ mà phe cần cần đã kiện. Các đơn kiện của mẹ con bà Sáu Bào cho là Hồng Loan đã xâm phạm chỗ ở hợp pháp của họ, tự ý chở đồ của họ đi, khiếu nại không cho Hồng Loan vào phòng mà mẹ con họ đã ở. Bà Sáu tố cáo lên công an về việc mất 200 đô và 8 triệu đồng đơn bà kim xèo xèo kiện hồng loan vụ con trai hàn quốc và hiện tại thì chỉ còn mỗi đơn tranh chấp chính mà thôi và liên quan đến đơn tranh chấp chính này thì mới đây chị ni cũng đã đính chính một thông tin rất giật gân đó là thực chất vụ kiện của bà sáu bào là muốn chiếm toàn bộ tài sản của hồng loan đang sở hữu chứ không hề gọi là đồng sở hữu và muốn ép hồng loan vào cái thế trắng tay chứng tỏ là trước đây phía bà sáu bào đã tung quả mù trên báo chí để giảm nhẹ sự trơ trẽn của mẹ con bà ta mà thôi kiện đồng sở hữu là đã quá đáng rồi đằng này còn đòi chiếm hết cái kiểu này là chắc bị người ngoài hành tinh chiếm não luôn hay sao rồi cả mọi thứ trên đời này là đều của bà sáu ông bảy mà thôi quay trở lại với phiên làm việc sáng nay thì phía Hồng Loan và chị Ni đã đến Ủy ban Nhân dân phường để giải quyết vụ việc yêu cầu mẹ con bà Sáu Bào phải di chuyển ngay toàn bộ tài sản còn sót lại, mang ra khỏi nhà Loan gấp. Hồng Loan đã quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn. Ai đụng vào Hồng Loan thì Hồng Loan sẽ trụng như trụng hủ tiếu cho mà xem. Nhưng đối với lũ cần cần thì Hồng Loan phải biến hình gấp. Nếu bên phía cần cần khoe nanh, khoe vuốt thì Hồng Loan phải cầm sẵn một bộ dụng cụ làm neo để nhổ nanh, trám nú, dũa lại cái nết cho mẹ con họ. Hồng Loan cũng đã có nhờ luật sư Thảo Thư Ngõ để gửi đến khán giả thông báo những việc chính cô sẽ dùng pháp luật để giải quyết mọi chuyện. Thì Hồng Loan đã gửi đường link bản thu thập thông tin online trên Google để thống kê cụ thể các thông tin liên quan đến việc phúng điếu và quyên góp xây mộ trước kia của Lũ Cần Cần. Những khán giả đã quyên góp xây mộ có thể điền thông tin cung cấp cho Loan và luật sư của Loan về các khoản tiền quyên góp. Các thông tin này sẽ đảm bảo sự bảo mật. Mọi thông tin của khán giả cung cấp chỉ có Hồng Loan và luật sư đọc được thôi, nên mọi người cứ an tâm sẽ không có trường hợp bị lộ thông tin cá nhân nào cả. Trong bản thu thập thông tin online này, Hồng Loan có quy ra đơn vị tiền đô để tiện cho việc khán giả hải ngoại hỗ trợ cung cấp thông tin. Như vậy là chúng ta đã hoàn toàn có thể yên tâm về vụ kiện chính và các vụ kiện phụ các vụ kiện nhỏ đã bị bác bỏ hoàn toàn vụ kiện tranh giành tài sản với hồng loan trong vụ kiện này thì bà ta đang muốn đòi được sở hữu toàn bộ khối tài sản của hồng loan muốn hồng loan trắng tay thì với cái yêu cầu này thì chắc chắn bà sáu sẽ thua thê thảm mà thôi hiện tại có thể thấy là không có một căn cứ nào để tòa án xử cho bà ta thắng trong cái yêu cầu đó cả và từ nay hồng loan sẽ không hề nhân nhượng nữa sẽ không bao giờ nhượng bộ không chấp nhận bất cứ yêu cầu vô lý nào cả cũng như là bà sáu mà linh tinh nữa thì hồng loan sẽ cho bà ta đi thỉnh kinh luôn